Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu thông tin về sức khỏe phi công Anh. Sáng 22 tháng 6, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sức khỏe phi công Anh đã cải thiện và đang điều dưỡng để phục hồi. Hiện nay, tình trạng bệnh nhân 91 khả quan, tỉnh táo, giao tiếp tốt, tự thở, ban ngày không cần thở oxy qua máy. Kết quả CT scan ngược cho thấy 85% phổi hồi phục, tình trạng nhiễm trùng đã hết. Bệnh nhân đã có thể cầm nắm đồ dùng để tự ăn, viết, sử dụng điện thoại. Sức cơ hai tay bình thường, sức cơ hai chân cải thiện 4/5, tự xoay sở trên giường, tự ngồi dậy được. Các chức năng gan, thận, tim đều bình thường, bệnh nhân tự ăn uống qua đường miệng nhưng sức ăn chưa nhiều. Trước đó, phi công Anh mắc Covid-19 mong muốn được xuất viện sớm trở về nước khi sức khỏe bắt đầu ổn định và giao tiếp tốt. Bác sĩ đánh giá phi công Anh về nước lúc này là phù hợp. Anh đã có thể ngồi xe lăn, có thể mua vé ngồi hạng thương gia kèm theo nhân viên y tế hộ tống, chi phí không nhiều. Phi công Anh xuất viện về nước, chi phí do công ty bảo hiểm chi trả hoặc công ty bay 919, nơi bệnh nhân làm việc sẽ lo. Nếu hai trường hợp trên không khả thi thì viện sẽ kêu gọi thêm các mạnh thường quân hỗ trợ. Dự kiến vào tuần tới, Bộ Y tế sẽ có một cuộc hội chẩn quốc gia đánh giá toàn diện sức khỏe của bệnh nhân 91 trước khi quyết định cho xuất viện. Đến nay, phi công Anh đã trải qua 94 ngày nằm viện, là bệnh nhân COVID-19 có số ngày điều trị dài nhất. Anh nằm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh 65 ngày, từ 18 tháng 3 đến 22 tháng 5. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 22 tháng 5. Có được kết quả như ngày hôm nay là nhờ quyết tâm của cả ngành y tế, của các ban ngành, không chỉ là một thành công của một ekip hay một bệnh viện. Vietnamnet sẽ tiếp tục thông tin về tình hình của nam phi công này.